Con người sống tại sao cái gì cũng tiền, 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 cái gì cũng nặng nề vì tiền quý vị. Cái gì cũng nặng nề vì danh, thì con người này làm sao có niềm vui được quý vị. Tôi đã biết được một phương pháp sống tuyệt vời vô cùng, mà vô cùng an lạc là gì? Đổi danh lợi nhẹ đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá của cái ngày mai quý vị à. Con người chúng ta cứ nghĩ hoài cái ngày mai, nghĩ cả đời của cái ngày mai, mà cũng xong, chưa xong cái ngày mai nữa. Ngộ ghê, cứ nghĩ cái ngày mai không. Bây giờ nhà có tiền xài, có của, thì nghĩ lỡ mai mốt làm ăn không được thì sao? Bây giờ làm để dành tiền, chứ mai mốt già làm không được thì còn tiền trị bệnh. Thôi thôi làm cực cho cố vô để dành tiền để trị bệnh. Khổ ghê không? À, dưỡng già, dưỡng bệnh, rồi tới chết thì chết mua quan tài gì nghe, mua cái mảnh đất chỗ đó vậy nghe, làm cái quan tài cho đẹp nghe không, tính cái chuyện tàu lao mà trời. Con người ta đang sống gì là những ngày tháng nè, là mình đang sống là mình phải sống tốt, sống đẹp, sống vui. Nhăn vui thì quả tốt, nhăn thì không tạo niềm vui, mà toàn là lo về cái chuyện mà cái quả khi cuối cùng nào là bệnh, nào là đau, nào là già, nào là chết. Lo cái chuyện tào lao mà trong khi lúc còn động còn sống gì nè, không chịu động sống cho tốt đi. Tại sao không sống lúc còn sống này sống cho tốt, đúng không? Nên những đức mỗi ngày khuyên quý vị cái gì? Quý vị cười là tốt nhất rồi, đúng không? Cái những người mà cười ra nước mắt luôn đó, sống cái cõi đời này. Có cái bà già kia đến gặp những đức, bà nói con nghe thầy nói, con cũng cười mà cười khóc luôn á. Hỏi sao à? Nó con cười con vui nhưng mà con nhớ là nhà con khổ quá, thấy không? Bị trói buộc thấy không? Nó bị trói buộc kinh khủng không? Nó bây giờ gia đình những đức nó đông người vậy đó, quý vị coi những đức cũng có bận tâm gì đâu. Đối với những đức trong chùa này là đối với cơm ăn áo bận là khỏi cần tính đó quý vị. Chỉ còn đủ sức khỏe để mỗi ngày chia sẻ Phật pháp hai thờ, và để đủ đầu óc để mà sắp xếp cái đại chúng này thôi. Còn cơm ăn áo bận là khỏi cần suy nghĩ rồi đó. Vì những đức tin tất cả những người đang niệm Phật có phước lớn. Những đức tin 100% luôn, khỏi cần lo à. Tại vì ai cũng có phước hết rồi, ai cũng thiện, ai cũng niệm Phật nên ai cũng có phước hết. Nếu mà trong gia đình quý vị mà ai cũng mà thiện chứ thì yên tâm đi, họ không có đói đâu, đừng có lo, chắc chắn luôn. Con cái quý vị mà hiền hậu, có đạo đức đó nghe, quý vị khỏi cần lo con quý vị thất nghiệp. Không chỗ này mời cũng chỗ kia mời à, thiệt luôn á. Cũng như những đức bây giờ á, nhiều vị lớn người ta cũng thích những đức lắm. Vì sao? Vì dùng được này á, thấy không? Vậy thì con quý vị, nếu nó có đạo đức, đối với danh lợi nó nhẹ thì ai mà không thích dùng nó. Dạy con mình dạy cái gì đối với danh lợi nhẹ thì tức khắc hạnh phúc liền đó. Nên á, như thế nào là cứu giúp người khổ một cách chân chính? Dạy người ta đạo đức, dạy người ta biết tu hành niệm Phật giải thoát. Đây là cứu giúp họ bằng một cách chân chính, đúng không? Khang tiếng, khang tiếng mà qua đây giờ hết khang tiếng nha. Ghê chưa? À, tin không? Như người ta là không dám qua đó, liều mạng luôn á. Chiều nay mà khớp thì cho mày khớp luôn. Chiều nay mà ra lại Bồ Tát Quán Thế Âm á, nhớ anh phải lại. Rồi quý vị biết sao nghe, chắc vừa lễ vừa cười luôn nha. Chiều nay đông lắm á, hôm qua là bên kia là quá đông luôn á, cái hội chúng mà thôi nó kín người luôn trong cái nhà to, thở không nổi hôm qua luôn, nó đông vậy đó. Hôm chi là bữa nay là ngày chín mà bên hộ pháp mình ngộ lắm vị ơi, ngộ lắm, người ta thích đi qua đây. Mà tối như đứa kêu ngủ bên đi cũng chạy qua đây nè. Trong khi bên đây chặt cũng chết luôn, có chỗ nằm bị mấy con mọt cắn mà cũng chạy qua đây. Mà tối gai bị mọt cắn không? Chùa mình nhiều thứ về đây tu lắm, người cũng về tu mà mọt cũng về tu nữa. Ngộ ghê luôn. Viết từ từ cũng sống chung với nó luôn, thấy không? Cũng bình thường, cũng vui bình thường. Nó thì thấy như đứa có than thở gì đâu đúng không? Về đây mà gặp chủ nhà mà không than là thấy vui rồi đó. Chứ
Chứ gặp về nhà mà gặp chủ nhà mà ơi trời ơi về đông về đông quá thầy khổ quá, cái con ơi gạo trong kho hết rồi. Rồi đầu hũ mua mấy ngày nay quá trời luôn, đồ đạc mua chuẩn bị cho họ dùng quá trời mua luôn, mà thùng tam bảo không thấy ai cúng, thầy đang kể. Nói kiểu này thật sự mà nói mình không vui nổi quý vị. Người có tiền thì cúng dường, mà người ta không có tiền người ta cảm thấy lương tâm của ta nó kỳ kỳ, nó tợt tợt. Đi về đi tu mà nghe ông thầy ông than hoài, mà thầy ơi thầy, con mà cúng dường cái nước chắc con có tiền xe nhiều quá thầy. Chuyến này con đi mót được có mấy trăm ngàn đi xe đến đây đó thầy ơi, trời ơi con tiền đâu mà con cúng dường. Định xin thầy cái máy nữa đó. Trời ơi, người ta nhiều người ta khổ lắm trời ơi. Nên quý vị yên tâm đi, về chùa mình yên tâm, gạo là không cần lo, một kho gạo ăn hết. Còn đồ ăn ai đem đến cúng là những đức nói mấy cô cắt sạch, ăn hết. Trái cây chứ gì đem ăn hết đi, nhớ không có được chùa tùm lum tùm la nghe, đem ăn hết. Có phước nên giải rộng ra, tâm lượng lớn phước báo lớn, đừng có hẹp hòi. Nên mấy cô mình á, nữ ở bên cạnh những đức bây giờ cũng học được một chút rồi đó, chứ đúng ra mấy bà nữ keo lắm. Keo mà cố luôn. Nên từ nơi đó mà ôi thì biết rằng á, cứ nhầm người vợ mà nó keo quá làm ăn ngóc đầu không nổi. Vợ mình mà keo quá bạn bè không dám đến chơi. Kiểu như mà giờ nó làm mồi nó đem ra mà nó đem có mấy cái da không à, còn thịt thì để trong trong tủ nó đậy lại, nó lấy mấy tấm thớt nó úp lên nó, mần con gà mà nó đem ra mấy cái chân với mấy cái đầu không à, với cái mình nó lóc thêm miếng nữa. Ủa nó gà bé gì, gà nhỏ lắm, ghê gớm lắm vị ơi. Kiểu đó là bạn bè không dám đến chơi đâu. Mình á, người phụ nữ mà giúp cho người chồng thành đạt á, là từ gương mặt của người phụ nữ á. Không nói đẹp hay xấu, dù là mình xấu nhưng mà gương mặt mình tươi vui, tuy mình xấu nhưng mà miệng mình cười có duyên. Biết cười là có duyên á, chứ đừng có nói cười gì má đúng đồng tiền. Cười là có duyên rồi, gặp bạn bè, gặp bà con dòng họ đến, chào hỏi một tiếng đi, có tốn tiền không? Gặp người ta chào một tiếng đi. Những đức nói á, tôi hết tiền cũng được nữa, nhưng người bên cạnh tôi là phải vui. Những đức nói mỗi lần mà những đức họp mà cô nào mà mệt mỏi mà buồn đồ đó, người phụ nữ mà có khi tới những ngày bữa của người ta cũng mệt mỏi. Nên những đức nói tôi thông báo cho biết nha, lúc mà tôi họp á, mệt mỏi là ngồi tránh xa tôi, đừng có ngồi trước mặt tôi. Tôi ghét cái người mà ngồi trước mặt tôi mà mệt mỏi lắm, tôi không chịu. Những đức nói họp á, ai mệt mỏi thì ngồi qua bên cạnh, bên phía đông, phía tây, đừng có ngồi mặt tiền. Quý vị nghĩ đi, người ta ngồi người ta hợp, người ta nói chuyện vui, mà tự nhiên cái người ngồi trước mặt, bây giờ thí dụ như giờ người ta nói chuyện vui đi, người ta nói chuyện vui cho đại chúng vui đi, tự nhiên cái người ngồi trước mặt mình nói vui, bao nhiêu người cười họ, mình nhìn thấy họ mình nói mình quát họ, họ cũng không biết gì nè. Trời chịu không nổi với họ luôn quý vị. Nghĩ đi, nên á, nó ảnh hưởng người ta. Thí dụ như cái đầu não đừng để ảnh hưởng. Thí dụ như bây giờ gia đình thì cha mẹ là đầu não đúng không? Cha mẹ mà vui là cả nhà vui, mà cha mẹ mà buồn là gia đình buồn đó quý vị. Đoàn thể mà cái người lãnh đạo mà buồn là cả nhóm khổ á. Giám đốc mà hẹp hòi là cả đám nhân viên khổ đau. Hiểu không? Cái đầu não quan trọng. Người làm việc của một đất nước mà không rộng rãi, không nhìn nhận sâu thì nhân dân khổ, đúng không? Nó nguyên lý là vậy thôi. Cái đầu não quan trọng. Nên những đức dưỡng cái đầu não của mình phải vui. Để làm chi? Tất cả các cụ phải vui. Nên chùa mình sáng nào khi ăn cơm á, là các cụ phải cười. Ít gì các cụ phải cười được 15 nụ cười. Như vậy ngoài đời cười được mấy nụ cười khi mỗi buổi sáng? Chưa chắc cười đó. Sáng mở mắt ra, đứa con nó đến, mẹ ơi tiền,
Chồng nó nói anh đi làm đổ xăng, tiện qua đưa ông đâu. Anh đi dọc đường đói bụng, ăn hết rồi. Ông á, ăn xài cho cố đi, tiền tiền quầy, hết tiền rồi đó. Cười nổi không quý vị? Cười nổi không? Cười không nổi. Mở mắt ra tiền là thấy nặng rồi đúng không? Còn đây mở mắt ra buổi sáng là A Di Đà Phật. Xong xuống nhà ăn, ăn cơm. Ăn cơm xong những đứa nói chuyện khoảng 20 phút, cười sùm cả chùa, ai cũng cười. Vậy thì cười là tự nhiên có gì? Có tiền, có gạo. Chùa mình mà có tiền có gạo là ngay cái gì? Cười nhiều. Nên quý vị đi về chùa này á, không có kêu quý vị đưa tiền, quý vị cười giùm tôi một hai ngày này đi. Cười giùm đi, thấy không? Cười thấy dễ thương chưa? Dù là súng răng cười cũng dễ thương. Quý vị mà súng răng, quý vị mà cười mà không dễ thương là do cười sao mà không dễ thương không? Súng răng mà cười gì nè, là không dễ thương. Còn súng răng cười sao dễ thương? ngộ lắm. Người mà súng răng mà cười mà bành nguyên cái hàm răng luôn, làm quý vị nhìn làm cái là tự nhiên dễ thương liền à. Thử đi, còn không có một cái răng nào hết càng dễ thương. Nhìn cái đú răng y gan em bé vậy đó. Bà cười thấy chưa? Hãy cười đi cho đời hết khổ. Trời ơi, hồi tối á, Nhẫn Đức nói rồi, ai mà muốn lại gần Nhẫn Đức á, hỗ trợ tinh thần, tôi sướng muốn chết luôn. Tôi cần những người bên cạnh sướng theo tôi, quán Thế Âm Bồ Tát nghe tiếng một chút. Hồi tối á, tất cả mấy cô bu xung quanh mình không biết, hồi tối nóng nảy hay sao không biết, mình sướng muốn chết luôn. Mình nghĩ rằng á, giờ sướng yếu, sợ phía sau ta bỏ cuộc, lại không nổi nên mình kéo, kéo một chút mà. Ồ về không đơn giản đâu. Hồi tối nó nóng, hồi tối mà cái lúc mà hết pin á, hết pin micro á, có mấy Phật tử đến gặp nói con tưởng thầy xỉu không á trời. Nó xỉu xỉu đâu rồi, xỉu hết pin micro, hết pin chứ xỉu đâu rồi, xỉu. Chờ mấy bà Phật tử rồi các bà lại xong rồi đi vô á, bà nói nè, trời ơi thầy ơi con lo quá trời luôn, cô tưởng nó thầy xỉu không à, cô tự nhiên sao thấy thầy im gu. Đứng phía sau góc đầu nhìn quá trời luôn, kiếm coi coi thầy có té ở đâu không. Trời ơi, mình á đứng mình niệm sướng lên một câu, mấy cô kế bên á, mấy bà không có niệm, có một cô niệm mà niệm ngộ lắm. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng Đức nói cái bà này, tôi mà không cầm micro này á nha, tôi kêu mấy chú dẫn mà đi ra ngoài liền á cho bà biết á. Thà bà không sướng đi, bà sướng gì ngộ vậy. Kế bên mình luôn, mới làm gì nè, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng Đức Như Đức nói bà hết pin nữa vậy. Trời ơi. Xong á cái đầu á, mình mới quay là mình nhìn bà, mình làm mình động máy lại nha. Quay là mình nhìn bà. Bà nhìn tôi cái đi. 4 năm lại mà bà cứ tiếp tục quen em vừa tiếp. Bà nhìn cái đi. Rồi xong cái tự nhiên cảm ứng sao tự nhiên bà quay bà nhìn mình. Cái những đứa nhìn bả như đứa làm nè. Kênh bả là đứng kế bên á, nhìn lại nhìn kênh bả liền. Bà hiểu không? Trời ơi, bả vẫn không hiểu, bả tiếp tục quán em vừa tiếc. Như Đức nói bà đúng là chọc tức thiệt. Có nghĩa là kênh bả mà bả tưởng đâu là khen bả. Tưởng đâu khen bả niệm hay á, bả tiếp tục, bả còn nén ác đạn nữa. Trời ơi, bả nén, quên em bộ tiếng. Trời, thua bà luôn rồi. Bả nén. Xong á, khi lễ xong thì Đức hỏi, cô niệm hay quá à.
Làm gì nén như vậy? Bà nói sợ khang tiếng. Đúng là tiếu công nhận luôn. Thì biết rằng đụng nhiều cơ lắm. Nên nhà Đức nói mấy cô trẻ trong chùa mình á, lại xung quanh những Đức á, hỗ trợ tinh thần bằng cái tiếng gì? Niệm lớn lớn một chút, làm cho mình kích thích, mình hứng, quý vị hiểu không? Trời ơi, hồi tối quá nóng cũng thông cảm. Xung quanh ai cũng thôi chịu thua. Mình cố gắng hết mình thôi, tôi kéo hết nổi rồi đó. Nó tối ông Kiệt cũng vô mấy keo á. Kiệt ảnh về anh quay phim rồi, chứ lúc trước là ưa để chú Kiệt kế bên cạnh á. Ông niệm ông la ghê lắm, ông la mà muốn rớt ra ngoài luôn á. Nó nên nay quay phim làm phim rồi, từ nên đó lâu lâu ông chạy vô ông la mấy keo á, nên cũng vui lắm. Quý vị, quý vị biết rằng đi đến chùa mà nó phải có một cái cảm giác thì sao nè, người ta mà thích đi đến đây đúng không? Vì thấy vui hết trơn buồn ngủ chưa? Thấy chưa? Trời ơi, hồi nãy mà nói Phật pháp á, và chúng ta nói Phật pháp chính cống nghe không nổi, phải pha vô một chút mới nghe được đúng không? Chính cống là nhìn xuống thấy thảm lắm, có nhiều cô nó trời trời quá còn nghe cái gì nữa không trời. Cô có nhiều bà ngủ gục á, có nhiều bà ngủ gục, một cái bà ngồi ghế mình bà khiều ban đầu thì khiều một cái làm nè, mà giống như đúng đứng chồng vậy nè. Rồi xong cái chú, cái bà khiều nữa, bà nhìn qua bà làm nè. Chịu hết nổi rồi. Cô ngủ quá. Nó không đơn giản nữa vị ơi, cái giờ này ghê lắm. Cái giờ này buồn ngủ dữ lắm, không có giỡn đâu. Trời ơi, nói chuyện mà không ai mà ngủ được hết trơn là không đơn giản đó nha. Thấy không? Đó, cười ra nước mắt luôn thấy chưa quý vị? Nên tối đêm nay á, lại Bồ Tát Quán Thế Âm nghe, bên đây là khí thế á, cái trận chiến cuối cùng nè. Cầu Bồ Tát giang hộ, tối nay tiếng con nó rõ rõ, chứ gặp mà nó như con vịt đẹt là thua luôn. Thì giờ một buổi à, tiếp tục chưa một buổi nữa ha. À, nên nó phải gầy dựng mình quý vị. Nhớ, đi về đây, cái quan trọng nhất của quý vị là nắm được Phật Pháp, về áp dụng trong gia đình tu. Bắt đầu một chút tặng tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nè. Ai chưa có thỉnh một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, ở gia đình mình thờ ổn định được không? Một chút mấy chú chuẩn bị 200 cái phiếu đi, với có khoảng 50 bộ nguyên vẹn. Mà những người ở vùng sâu vùng xa, xa xuôi thì người ta thỉnh đưa nguyên bộ luôn đi. Vì sao? Vì mình ở đây gần gần nên mỗi tuần mình đi đến đây mình thỉnh từ từ được bộ đúng không? Nhưng mà ở xa có nhiều cô người ta lâu lâu đi đến đây khó lắm quý vị. Tặng nguyên bộ luôn. Một bộ tượng ở chùa mình là bộ tượng ngồi mà quý vị thờ trong gia đình quý vị nghe. Đẹp lắm. Bộ tượng đẹp lắm. Có cô kia cũng hỏi thầy, sao chùa thầy đặt tượng ngồi không vậy thầy? Đức nói tôi thích ngồi hơn đứng. Trời ơi, con lợi con kiếm tượng đứng. Nói bà đi nhiều lắm đúng không? Nó ồ con thích đi lắm. Đúng rồi, tôi thích ở chỗ nên tôi tặng tượng ngồi. Tặng tượng ngồi cho quý vị á là để nhắc nhở mỗi ngày rảnh rỗi lo niệm Phật ở nhà, lâu lâu sắp xếp được đi đến chùa lo tu, chứ đừng có nhiều chuyện rảnh rỗi đi sớm trên sớm dưới, đi tán ngẫu nhiều chuyện thiên hạ. Buổi trưa rảnh á, bữa nào á, giống như mùa nước lên đồ dưới quê miền Tây á, nước lên rảnh quá la cà đến nhà ta nhiều chuyện,
Tặng cho bộ tượng ngồi để làm chi? Lúc nào rảnh thì thôi ở nhà quét nhà mình đi, dọn nhà mình cho sạch. Thì chồng thương lắm đúng không? Mình là người phụ nữ đừng có la cà đi đầu này thì sớm nọ nhiều quá không có tốt, đúng không? Lâu lâu đi đến chùa thì rõ ràng đi đến chùa tu, chứ đừng có đi nhiều chuyện của người ta, nó mai mốt lôi ra vấn đề ta xử phân mắc cỡ lắm, đúng không? Mình nói chuyện với nhiều bà thì thế nào cũng nói chuyện người ta à. Rồi lỡ mai mốt có chuyện gì cái bà nói bữa đó có chị hai ngồi chung á, kêu bà qua đây làm chứng đi, thấy không, kẹt không? Thôi chúng ta đừng có la cà, phải không? Còn đi đến chùa lâu lâu đi đến đây tu á, mình gặp bạn đồng tu mình niệm Phật, mình nói chuyện niệm Phật đồ, hướng khuyên nhau tu hành thôi, đừng có nói chuyện vòng vo nhiều quá không hay đó. Còn về nhà thì giờ có bộ tượng ở nhà lo tu, đừng có rảnh rảnh chạy qua nhà người ta thành quen. Mấy cô mà nếu mà luyện được như những đức hướng dẫn, mấy cô được chồng thương lắm, mà cũng là một người mẹ gương mẫu nữa. Con gái nhất định đặc biệt á, tại vì mình là người nữ mà nó cứ la cà đầu này đầu nọ không hay đâu. Có nhiều người nữ bây giờ ta nói người nữ hiện đại, nên chồng đi nhậu vợ cũng đi nhậu được nữa. Chồng đi uống cà phê vợ cũng uống cà phê nữa, chồng ngồi quán vợ cũng ngồi quán nữa. Bây giờ phụ nữ nhiều về thành phần này lắm. Người phụ nữ như vậy là người phụ nữ đánh mất gia đình, đá đổ gia đình. Quý vị biết dù là thời đại nào đi chăng nữa, người phụ nữ vẫn phải làm cái trách nhiệm gì? Dạy con và lo gia đình. Khi chồng đi làm về thì gia đình, một gia đình sạch sẽ, gọn ghẽ. Tối ngày chỉ lo cho cái thân này không à, mà cái nhà thì dơ hầy. Đó là người phụ nữ không phải đặc biệt đâu. Một người phụ nữ đặc biệt không phải quá đẹp, mà là một người phụ nữ đặc biệt là người phụ nữ của gia đình mới đặc biệt. Một gia đình này thành đạt là ngay là có một người phụ nữ gia đình. Một gia đình này giàu sang nhưng không có nguồn gốc là vì sao? Vì không có một người nữ của gia đình. Chồng đi nhậu vợ cũng đi nhậu, chồng đi chơi vợ cũng đi chơi, chồng đi đâu vợ cũng muốn đi theo đó. Như vậy thì gia đình này là không phải một gia đình. Đây là người phụ nữ không biết cách làm vợ. Nhớ đó, tùy quý vị suy nghĩ đi. Đừng có học theo cái thời thế mà mình đánh mất đi cái tâm đạo của người mình, uổng lắm quý vị. Nên học lại đi, tập lại đi quý vị. Những đức là cái chân đi nè. Vậy mà bây giờ không đi mà vui gì nè, mà hiểu nhiều tư tưởng á. Đó. Nên cái lớp đệ tử quy của những đức nha, tất cả các bé gái cái lớp đệ tử quy của những đức á, tất cả các cháu được sự ảnh hưởng của những đức lớn lắm. Rất lớn. Được sự ảnh hưởng từ những đức lớn các bé gái. Sau này không tệ đâu. Tương đối sẽ không tệ chắc chắn luôn. Nó nên những đức thấy rằng chúng ta nên sống đơn giản một chút. Đơn giản mà gọn ghẽ nghe chưa, đừng có bày hày. Tại vì mình là người nữ sạch sẽ gọn ghẽ thì thấy dễ thương. Nhưng đừng có quá bày hày. Mấy câu bày hày của những đức là câu gì vì biết không? Bày hày đây không phải nói bị ở dơ đâu. Bày hày là do những đức nói câu là bị quá trang điểm là bày hày đó. Những đức nói câu bày hày là quá trang điểm là bày hày đó. Nó đừng nên trang điểm nhiều quá, không có đẹp đâu. Nhìn đức đi tu rồi còn mắt nhìn đức bây giờ nó còn sáng hơn ngày xưa nữa. Biết cái đẹp cái xấu còn rõ hơn quý vị nữa. Nhìn đức nó nhìn được người nữ đẹp không phải là trang điểm nhiều, mà người nữ đẹp á, là được cái nội tâm dịu dàng thì mị. Một cái lời nói của người nữ dù không đẹp mà một lời nói nó nhẹ nhàng, mình nghe mình mát lòng mát dạ, nghe cái thương liền à. Mà mình làm việc gì mình mệt mỏi, mình nghe vợ mình nói chuyện câu ngọt ngào mình thấy mình hết mệt. Chứ không phải là cái trang điểm một bệt mà gùi dính vô cũng chết. Thấy không? Đừng có trang điểm nhiều quá. Còn trẻ đừng có trang điểm nhiều quá, làm cho làn da của mình sẽ bị lão hóa sớm. Bây giờ cái mod bây giờ là cái mod tha son màu đỏ. Nhìn cái mỏ máu không. Những đức nói đúng là càng theo thời thì càng xấu. Càng theo thời thì càng xấu. Cái môi nó bình thường gì nè, nó sạch, ăn nó dễ. Quý vị coi cái môi mà son không, quý vị ăn dễ không? Mỗi lần ăn nó gì nè, nó dảnh ra để chi, nó sợ dính son.
Nên đây là thấy rồi, quý vị đi đến chùa mình nghe lại và chỉnh lại đi. Nó trang điểm nhẹ nhẹ thôi. Những đức nói á, nói cho những người chưa xăm môi, còn những người xăm môi rồi thì không nói. Tất cả những người phụ nữ đừng nên dại dột đi xăm môi, xăm mắt. Vì xăm môi xăm mắt quý vị sẽ chết với nó luôn, không thoát được. Tại sao chúng ta không để một làn môi bình thường? Một làn môi bình thường khi cần thoa son màu gì thì chúng ta thoa, xong về lau. Chúng ta để chân mày bình thường, cần vẽ sao thì vẽ, nhưng xong rồi chùi. Còn nếu như chúng ta xăm thì chết với nó luôn. Sau này thí dụ như cuộc đời chúng ta có sự thay đổi, từ là một người giàu thấy nó quý phái trang điểm đúng không, lỡ một ngày nào chúng ta đi làm thuê, người ta vừa nhìn đôi môi và xăm mắt của mình, người ta thấy mình chắc không làm được trò chống gì nên người ta không nhận, điều thứ nhất. Điều thứ hai, lỡ một ngày nào chúng ta đi tu hoặc là chúng ta đến với cửa Phật, tự nhiên thấy môi mình và mắt mình, không phải là môi và mắt đó không tu được, nhưng mà thấy nó không phù hợp trong Phật pháp, hiểu không? Nhớ đó. Người khôn khéo nhất là gì? Để tự nhiên. Tự nhiên vẫn là đặc biệt. Tự nhiên vẫn là đặc biệt. Trang điểm, người ta phải biết cách trang điểm thì bằng người đàn ông người ta mới thương. Mấy bà trang điểm mà không biết nhìn thấy gớm. Trời ơi, có những người dưới quê cái mặt đen thui mà trang điểm thì một tạ, xong á mồ hôi nó đổ ra nó chảy đi đến đâu thì giống như ông kẹ. Ghê chưa? Gớm vô cùng luôn, nó là không biết diện. Ví dụ như mình muốn ăn diện mà đẹp, mình phải nhìn cái dốc của người đó bằng bộ đồ đó và cái gương mặt người đó trang điểm cách đó. Và mình nhìn rồi mình phải xem lại cái dáng của mình và cái dáng người đó, mặt mình và mặt người đó nó phù hợp hay không, thì mình sẽ chọn ra một cách trang điểm phù hợp liền. Chứ đừng có nhìn người mẫu bằng đồ đó đẹp, nó là người mẫu còn mình là người mũ. Khác, đúng không? Người ta cái tướng người ta thon, bằng bộ đồ cao gáo đẹp, còn mình cái tướng lùng xỉn, mà nhìn người mẫu, trời ơi, phải nhìn cái người trạng thái giống mình để mình chọn ra một cái cách bận đồ và trang điểm phù hợp. Đó là một cái cách mà ăn diện phù hợp mà được người ta thương, hiểu không? Nghĩa là người đàn ông á, người ta cảm thấy cũng nở mặt nở mày khi vợ của mình lâu lâu đi đám tiệc với mình mà biết trang điểm, chứ không phải lúc nào cũng trang điểm. Tại vì mình đã có chồng rồi mà lúc nào cũng ăn diện thì có khi con trai nó nhìn ngó nó để ý, rồi lúc đó nó làm cho nội tâm của mình có sự chọn lựa lại, thì lúc đó gia đình mình bị đổ nát, hiểu không? Hoặc là mình là người phụ nữ đã có chồng rồi mà quá trang điểm thì làm cho chồng mình cũng lo về mình, từ nơi đó mà lo sanh nghi, nghi thì tức khắc sống mất hạnh phúc. Diện đúng nơi đúng chỗ, lúc nào có anh em diện, không có anh em xấu. Đó là người đàn ông tin tưởng nhất. Đàn ông cũng vậy, nơi nào có vợ mình tương đối rất kỹ lưỡng, gọn ghẽ. Nơi nào không có vợ mình trở thành một con người rất đơn giản. Để làm chi? Để tạo lòng tin cho đối phương hai bên, hiểu không? Thí dụ như mấy cô quá ăn diện đẹp, thí dụ như những đức mà ở ngoài đời mà có vợ đi, vợ mình lúc nào cũng ăn diện đẹp hết, mình đi làm cực muốn chết luôn mà nó ăn diện đẹp, trong lòng mình cũng lo nữa. Không biết nó nhà nó có theo thằng nào không mà nó ăn diện đẹp quá, đúng không quý vị? Đó là làm cho người ta bận tâm lo âu, gia đình nó làm cho mất hạnh phúc, quý vị hiểu không? Đó là, đây là những điều mà những đức á, những lời nói nó ngoài lề chút xíu, ngoài Phật pháp, nhưng mà nó cũng không phải ngoài lề gì đâu, để cho quý vị nhận thức để mà cuộc sống của mình nó tuyệt hơn. Chứ không phải những đức nói tu hành buông xả là thành bầy hầy, không phải, hiểu không? Có những người ăn diện thành bầy hầy á, thí dụ như trời xanh chúng ta đẹp là cái gì? Tóc đen, và theo thời gian tóc bạc, quy tắc của quy định tự nhiên, đúng không? Nhưng nếu quý vị tóc đen mà nhậm thành tóc vàng móc lai, quý vị là người lạ, người này không phải là người bình thường nữa, hiểu không? Nên ngày xưa không hiểu, bây giờ hiểu rồi nên nhìn nhận lại. Người phụ nữ đẹp nhất là để mái tóc đen. Có thể theo thời thế bây giờ một chút, chúng ta duỗi tóc này để cho nó thẳng một chút xíu, đừng nên duỗi quá đáng hư tóc. Tóc mà duỗi nhiều hư tóc, sau này tóc sẽ bị rụng, da đầu bị ảnh hưởng đó quý vị, không giỡn đâu.
Nên con người mà diện thành dơ là gì? Là tóc đen mà nhậm vàng, móc lai dài cộng. Đây là diện thành ngốc, không biết cách diện. Còn theo thời gian thì phải có tóc bạc, đúng không? Theo thời gian phải có tóc bạc. Con người sống tuyệt nhất là gì? Theo quy luật tự nhiên. Theo quy luật tự nhiên. Quý vị hỏi lại, tại sao thầy cạo đầu? Thầy không tự nhiên rồi. Tôi tự nhiên trong Phật Pháp. Thấy không? Đó. Răng và tóc là gốc con người. Tóc là để trang điểm. Tại sao người đi tu lại cạo đầu? Vì muốn nói lên cho quý vị nghe rằng, đối với tôi không quan trọng về cái vẻ bên ngoài. Phải trở thành một con người đơn giản. Nhưng những đứa thấy cạo đầu còn đẹp hơn ngày xưa chưa cạo đầu. Ngộ ghê luôn. Cạo đầu những đứa thấy gương mặt những đứa bây giờ còn coi được ngày xưa chưa cạo. Ngày xưa những đứa chưa cạo đầu, tóc những đứa thấy mấy thằng ca sĩ đâu. Mấy thằng này kia nó chảy đầu dảnh 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 giống cái đuôi gà, đuôi chuột á. Đã cái mỏ thì nhọn rồi mà tóc thì dảnh lên. Lấy keo vuốt 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 vuốt. Rùi mà dính vô là chết queo luôn. Mà nó dơ kinh khủng luôn. Tại vì keo rồi nó xám vô trong cái tóc á. Rồi bắt đầu chạy xe ra đường bụi bặm nó bám lên đầu, tóc nó dính chịch, nó dơ gớm kinh khủng luôn. Bây giờ những đứa khỏe ghê, khỏi cần xà bông vì cái đầu chọc lóc. Thấy không? Nên những đứa nói với mấy cô trong chùa mình á, răng và tóc là gốc con người. Bây giờ mấy cô vô chùa cạo đầu rồi, mai mốt những đứa nhổ răng nữa là rồi. Dẹp luôn cái gốc sa đọa. Cái răng và gốc là răng và tóc là gốc con người. Gốc gì? Gốc sa đỏ, đúng không? Suy nghĩ kỹ đi, gốc sa đỏ. Nếu hiểu được thì nó không có gì sa đỏ. Nhưng không hiểu vì coi vì cái trang điểm này mà con người chúng ta có khi chúng ta lao theo cái dòng xoáy của cuộc đời và hư thân mắc nết, đúng không? Nó nên từ nơi đó mà mình hiểu biết trong Phật Pháp thì không có gì sa đỏ đâu. Hay lắm á. Nên những đức khuyên quý vị nghe đạo rồi sống đơn giản đi, sống bình dị đi, sống đừng có nặng nề vật chất quá nha. Như đi về đây nè, sống đơn giản thôi. Nãy giờ vì cười nhiều đúng không? Những đứa kéo dài thời gian một chút đó để cho quý vị làm gì? Khỏi lễ nửa tiếng đó, dưỡng sức cho quý vị. Chiều nay lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng đã về đây rồi là phải phát nguyện cho mạnh. Cái câu kia hết hồn luôn. Những đức nói chuyện làm nhiều cô cũng hết hồn. Có cái cô kia nói thầy ơi, cầm cái máy của thầy có khi nửa đêm hết hồn. Lâu lâu thầy hét một cái hết hồn. Còn có cái ông kia ông nói một câu còn cự ác đặng. Ông nói vợ con lúc nào nó cũng bắt pháp của thầy trong phòng hết trơn á. Bữa đó nửa đêm con mắc tiểu, con đi vệ sinh, con đang đi tiểu tự nhiên thầy hét một cái con tiểu vô quần của con nhẹp. Giật mình á. Mà thiệt, những đức nói chuyện lâu lâu những đức la một cái hết hồn thiệt quý vị. Lâu lâu nó hét, không phải la mà những đức hét. Cái tiếng của những đức ngộ lắm. Có khi có những cô mà đang ngủ gục mà này đức hét cái câu làm nè. Không biết nó rớt ở phương trời nào luôn. Nó vậy đó, tiếng nó mạnh quý vị. Hết khang tiếng rồi thấy không? Rõ ràng không? Tin không? Đó. Thấy rõ ràng chưa? Chứ gặp người ta khang tiếng á là người ta phải uống thuốc, người ta làm đủ cách đúng không? Ngộ thay những đứa khang tiếng, tắt tiếng luôn á. Hồi nãy giờ hết trơn rồi. Tiếng như bình thường rồi nè. Nói gì chút khang nữa bây giờ. Thấy không? Thấy chưa? Phải tin đó ngay quý vị. Người học Phật phải tin Phật Pháp. Nhớ. Người niệm Phật phải gây dựng tín nguyện cho thật cao độ. Xin thưa quý vị, những đức là bây giờ là đối với cái sự sợ chết đó, không có sợ chết. Đã luyện được rồi đó. Tại vì sao? Chết đến thì đến, gì đâu sợ. Đối với chùa chiền là tùy duyên, đối với đại chúng là tùy duyên, đối với vật chất danh lợi tùy duyên, vậy thì không sợ chết nữa. Sớm muộn gì cũng đến ngày này, sợ gì? Quý vị mà kiểm tra qua cái lời nói của những đức nói trong chiếc máy,
Nhận Đức là một ông thầy nói chữ chết nhiều nhất. Nói chữ chết rất nhiều. Đây là cách nhắc nhở con người mình đừng nên sợ chết. Nếu quý vị muốn niệm Phật mà công phu đắc lực, quý vị tập mình đừng sợ chết. Nhớ nghe. Bệnh đau một chút đừng quá sợ. Hãy tập đi. Bệnh đau đừng có sợ. Sổ mũi, ho hen, nhức đầu, liều mạng vài keo đi. Quý vị sẽ thấy gan lên liền. Chùa mình nè, mấy cụ mà bệnh hoạn, Những Đức bệnh hoạn là tự nhiên vài ngày hết trơn, liền luôn. Mười mấy năm nay không uống thuốc, quen luôn. Tập đi. Đừng có đi đâu cũng kè kè cầm theo bọc thuốc nghe. Bỏ bọc thuốc. Cô nào mà muốn không uống thuốc nữa vô chùa mình. Vô đây. Vô đây sẽ không uống thuốc nữa. Bà cụ già nào mà muốn khỏe, muốn vui đúng không? Muốn trẻ, muốn mập, vô chùa mình. 3 tháng sau không mập đền cho quý vị thịt. Trời ơi, Những Đức nói đừng có nói 3 tháng, 2 tuần thôi. Lên ký rồi. Ở đây Những Đức nuôi cái gì quan trọng nhất? Tinh thần. Tinh thần. Cho vị biết nuôi người quan trọng nhất là gì? Tinh thần. Gia đình quý vị đặc biệt nhất là gì? Tinh thần. Lỡ làm ăn thành công, bình thường. Làm ăn thất bại, bình thường. Đừng có thành công chồng đem tiền về nhiều. Ô anh dễ thương quá, trời ơi đem tiền về anh giỏi. Chồng em là số 1. Mai mốt nó làm ăn không được, ông dở ẹt. Ông đã thất bại thấy chưa? Mình phải giữ được trạng thái bình thường. Hiểu chưa? Chứ đừng bao giờ mà cái chuyện chồng đem tiền về các đầu là khen lia lịa chứ. Lỡ mai mốt không đem tiền về, nó không có tiền nó cũng không dám về nữa. Hiểu không? Nên từ nơi đó mình đừng có đặt vấn đề về tiền bạc quá, mà tinh thần là quan trọng. Thí dụ như đối phương giữa vợ chồng, mình giúp nhau bằng cách nào? Lỡ làm ăn thất thoát đúng không? Động viên tinh thần. Không sao đâu anh, không sao đâu em. Mình mắc tiền mà mình còn mạng, gia đình mình hạnh phúc, mai mốt làm có lại mấy hồi. Không sao đâu. Lỡ mình bị mắc tiền, lỡ mình bị giật nợ, mình đừng có la vợ hay la chồng mình, làm cho người ta nó đau lòng thêm. Hiểu không? Lỡ mà gia đình mình có sự cố về tiền bạc đúng không, mình là người nghe đạo mình động viên. Không sao đâu, tiền bạc còn có thể kiếm được. Tình nghĩa vợ chồng gia đình mình là quan trọng nhất. Hiểu không? Phải nói câu đó đó, chứ đừng có la gầy người ta. Cả con cái cũng vậy nè. Khi lỡ nó gặp sự cố gì, mình đừng có quá la gầy nó. Có khi mình la gầy quá, nó nghĩ quẩn, nó kết liễu cuộc đời nó. Hiểu chưa? Nên Những Đức á, thường nêu lên á, tất cả những người già khắp nơi nơi, các cụ biết rằng Những Đức ở đây nuôi người già, Những Đức thấy nè. Những Đức nói với vị chứ, các người già trong chùa mình đúng là họ có phước lớn thiệt luôn á. Phước họ quá lớn quý vị ơi. Mỗi ngày các người già trong chùa mình là họ không cần bận tâm lo âu gì hết chứ. Trong khi ngày xưa ở nhà lo đủ chuyện, bận tâm vì con, vì gia đình. Nhưng mà được cái phước duyên gì, được vô ngôi Tam Bảo ở đây. Hôm qua mới đưa một bà cụ lên đài quả táng. Mình thấy rằng ở trong chùa mình mà mắc là đúng là phước thiệt á. Khi yếu cái là được niệm Phật xuyên suốt luôn, niệm cho bà cụ một tuần. Xong bà cụ mắc đi niệm thêm 24 tiếng. Xong thẳng niệm người trong chùa tắm luôn. Rồi niệm Phật tiếp tục cho bà cụ. Rồi đưa bà cụ lên đài quả táng là niệm Phật hoàn toàn. Không giết một con vật gì cả. Không có ai trở ngại hết. Toàn là niệm Phật. Mà đưa cái đám tang thiệt là nó đông vui. Mà vui lắm mà hôm qua. Nên có nhiều người cộng tu vô chùa mình ta nói vậy nè. Vô chùa mà thấy mấy bà già phải chết, con muốn chết trong chùa này còn hơn cái gì nữa. À, nhiều người ta nói vậy mà. Rất là nhiều người ta nói vậy đó. Nên Những Đức thấy rằng là bây giờ Những Đức cũng còn sức khỏe. Tại vì mình có 40 tuổi còn sức khỏe. Nên Những Đức nói rằng là nắm bắt cái cơ hội của tuổi trẻ này, nên làm cái gì với cuộc đời này, cố gắng làm cái gì đó cho nó cảm thấy xứng đáng khi đến thế gian này.
Nên mình sẽ cố gắng hết lòng mình luôn. Nên những đức khuyên tất cả các cụ già khắp nơi nơi, bây giờ những đức đang nhận người già đó. Nên quý vị mà gặp những hoàn cảnh mà thí dụ như con cái hắt hủi rồi đó, giờ mình bàn với tụi nó đi. Nó thôi giờ cha mẹ nuôi các con khôn lớn mà các con thì lo cuộc sống khó khăn quá, mẹ cha thấy khổ quá. Sống với các con thì có khi thằng con trai muốn nuôi mà đứa con dâu nó không muốn, đứa con gái muốn nuôi mà thằng con rể không chịu, mẹ cũng không có muốn làm phiền gia đình của con. Thôi các con có thể giúp cho mẹ được ở trong chùa đi. Có nghĩa là những đức nhận không nhận một cách gì hết. Thí dụ như các cụ có tiền bạc chút đỉnh, cho con hết đi, cho sạch luôn, cho của cải nó hết luôn. Đi đến đây, chỉ cần nó đưa đi đến đây, hoặc là nó chấp nhận, nó ghi một tấm giấy cho mình đi đến đây thôi, rồi nhà đức nuôi cho đến chết luôn, nuôi đàng hoàng luôn, nuôi mỗi ngày vui vẻ. Vô đây trong vòng 3 tháng là lên ký liền á. Mấy bà cụ già trong chùa mình, bà nào bà nấy mặt mày sáng sủa, mập mạp, vui vẻ, sống mỗi ngày niệm Phật thư thớ, một cảnh giới rộng rãi, sống bình yên vô cùng. Đó, các cụ ông, các cụ bà những gì. Nên suy nghĩ con đường đi của mình. Tại vì Phật nói á, được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó. Chúng ta nên trân quý cái thân người này, để chúng ta phải nuôi cái huệ mạng của mình á, để khi cuối cuộc đời của mình nó phải đi về đâu một cảnh giới tốt đẹp. Mà trong chùa này nó hỗ trợ vị lớn như lắm á, hỗ trợ rất là lớn. Tại vì mỗi ngày như đức nhắc nhở, và mình không giữ điện thoại, mình không giữ tiền, mình không đi đâu, nên nó hỗ trợ cho mình cái sự tu đặc biệt lắm. Còn ngoài đời nói tu tu chứ nhiều sự việc nó phân tâm mình nhiều quá. Bây giờ mình muốn tu mà mình thấy con của mình, trời ơi, nó làm ăn khó khăn, không ai giữ cháu mình phải bận tâm, mình phải giữ, thấy không? Muốn tu tu khó vô cùng. Nên quý vị biết rằng người trí nên lo cái huệ mạng của mình mới là người trí thật sự. Còn nếu như không biết lo cái huệ mạng của mình đó nghe, khi cơn vô thường đến bất tử rồi, chúng ta mà chỉ cần sai một ly là đi ngàn dặm, chúng ta không biết đi về đâu á. Lúc đó thì hối hận đã muộn màng rồi quý vị à, muộn màng thiệt á. Nên những đức thấy rằng là càng tu hành thì những đức thấy mình nên làm một cái gì đó với cái cuộc đời này quý vị à. Nên làm cái gì đó. Tại vì á, cuộc đời con người mình sanh không mang đến, chết không mang đi. Có cái ông này ông giàu lắm quý vị, mà khi ông nghe đạo á, ông di chúc cho con ông gì nè, ông nói vậy nè: khi mà cha mà chết đi, con làm dùm di chúc này cho cha. Một là để cha lên một cái tấm dáng mỏng ghinh cha đi. Thằng ông này ông giàu lắm, để cái tay của cha cho nó lòng thòng ở dưới vậy nè, lòng thòng. Rồi trên đoạn đường đi đó, con lấy của báo trong nhà mình nhiều gì nè, con giải lên trên đoạn đường đi đó đi. Người con hỏi: vì sao, vì sao cha để lại di chúc như vậy? Thì ổng nói: con nhớ nè, khi cha nghe đạo cha mới hiểu rằng dù là cha đã tạo ra một sự nghiệp rất lớn với cái cuộc đời này, nhưng cha muốn cho tất cả mọi người biết rằng khi cha chết đi thì hai đôi tay của cha vẫn là quần trắng tay. Dù là của cải nhiều nhưng vẫn là tay trắng. Còn của cải cha tạo nhiều như vậy, nhưng nó chỉ là ở trên đoạn đường của cha đi qua thôi, chứ không có cái gì mà cha cầm theo cả. Cha muốn khuyên mọi người hãy tỉnh giấc với cuộc đời này, đừng để danh lợi nó lôi kéo buộc ràng mình, mà không có một chút thời gian để lắng động tâm, để nghe đạo tu hành, uổng đi một đời lắm. Khi Như Đức đọc cái câu chuyện này, Như Đức thấy hay, câu chuyện hay. Quý vị coi á, nhiều người ngồi trong đây cũng có những người giàu, những người nghèo. Có những người chúng ta không nghe đạo rồi, dù quý vị giàu, quý vị cũng không có niềm vui đâu. Người ngoài đời người ta nói một câu này nè:
Có tiền mua tiên cũng được, có tiền là có tất cả, chưa chắc đó quý vị à. Có khi chúng ta giàu mà chúng ta không có hạnh phúc đâu. Giàu mà không có tình người, không nghe đạo nó không có tình người, không có tình người không có hạnh phúc. Có khi giàu đổi bạn sang đổi vợ, giàu sang mà không có tình người, nó vẫn không có hạnh phúc đâu. Còn mình mà nghe đạo, dù quý vị nghèo nhưng mà quý vị vẫn có hạnh phúc á. Những đức nói nè, 11 năm trên thành phố, những đức đi chơi, vui chơi, bạn bè ăn nhậu bê tha, nhiều thứ trò chơi. Nhưng những đức khi quay về, những đức thấy có những giây phút rất là bất an quý vị. Thấy cuộc đời mình không biết đi về đâu. Nhưng mà mười mấy năm nay những đức đi tu, quý vị biết không, càng tu thì càng vui. Trong khi những đức chưa từng đi chơi ở đâu hết trơn á, không có đi chơi ở đâu hết chứ. Có khi quanh năm đâu có cầm tiền xài đâu quý vị. Cần cái gì thì người ta lo cho mình, không có xài tiền chứ. Trong phòng ở cũng gọn ghẽ đơn giản, nó không có một cái cuộc chơi gì của cuộc đời nữa chứ. Vậy mà tại sao mà những đức càng ngày càng bình an, càng ngày càng vui? Vậy thì những cái cuộc chơi trong cuộc đời này nó không vui bằng là mình sống ý nghĩa. Nên những đức thường đọc cái bài kệ: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Đúng không? Mà ý nghĩa nhất là gì quý vị? Đem Phật Pháp cho người ta giới thiệu. Đem Phật Pháp giới thiệu là một ý nghĩa lớn nhất. Quý vị coi, nếu những đức mà không gặp Phật Pháp làm sao những đức có ý nghĩa gì? Là một thanh niên hư hỏng rồi, làm sao chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe? Nếu như những đức không gặp Phật Pháp, những đức không có thể nào chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe được. May thay những đức gặp được Phật Pháp nè, mới chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe nè. Nên mình biết được chỗ này rồi, mình biết Phật Pháp, mình phải đem Phật Pháp này mình giới thiệu cho người ta biết. Mình giúp cho người ta cái cuộc sống vì người ta nghèo khổ. Nhưng mình phải kèm Phật Pháp vào, phải kèm Phật Pháp. Nên những đức nói rằng quý vị cầm chiếc máy nghe Pháp, hơn 1000 buổi của những đức chia sẻ đó, nó giúp cho quý vị lớn lắm, lớn vô cùng. Dù là chưa đi đến đây nhưng cầm chiếc máy nghe Pháp này nghe được. Có rất nhiều người già đi đến đây đều là do từ chiếc máy nghe Pháp mà ra. Từ chiếc máy nghe Pháp đó, nó không có giá trị bao nhiêu tiền, nhưng lạ thay là một cái thật chất của nó nằm bên trong rất là lớn. Nó rất là lớn. Quý vị mà chỉ cần thương cầm nghe, có một sự nhắc nhở vô cùng là lớn lao. Nhắc nhở lớn lắm. Có một cặp vợ chồng này đi đến chùa mình tu học, về nhà sống rất là hạnh phúc. Người vợ nói một câu gì nè: thầy ơi, chồng con đi đến đây học tập Phật Pháp, anh bây giờ dễ tính lắm. Con nấu ăn rất là dở thầy à, nhưng mà mỗi lần mà chồng con mà ổng ăn, ổng đều khen nấu ăn ngon. Con nói rằng trời, nấu dở muốn chết mà ngon cái gì. Ổng nói người ta nấu cho mình ăn cảm ơn không hết mà chê cái gì. Cô này cô nói ngày xưa chồng không phải vậy, ổng không phải vậy. Còn con của cổ đi đến đây học tập lớp đạo làm con quý vị, nó gì nó cũng nói chuyện vậy, nó cũng rất dễ tính, cho nó ăn nó rất dễ, mà nó không có đòi hỏi xài phí gì chứ. Đến đây học tập mỗi tuần thứ bảy, vì thấy không? Nên đúng là nghe Phật Pháp với một gia đình đặc biệt chứ. Cô nói rằng gia đình của cô rất là hạnh phúc. Mà cổ nói rằng thầy ơi, sống đơn giản, sống bình dị, vợ chồng hạnh phúc. Từ khi chúng con đi đến đây nghe Pháp, vợ chồng cùng nghe tu hành, gia đạo làm ăn càng ngày càng phát triển, mà chúng con lại mở rộng tâm lượng càng rộng ra, làm được nhiều việc tốt nữa. Tại vì sao? Vì người ta nghe người ta hiểu rồi quý vị. Người xưa nói một câu vậy nè: ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Vì sao mặc sức mà ăn? Vì cái đức của ông bà cha mẹ nè quý vị, mình dạy con cháu của mình. Bây giờ thì chúng ta có nhiều người giàu nhưng không có dạy phúc đức cho con cháu đâu. Nghĩ rằng tiền của này nhiều để lại cho con cháu thì con cháu mình nó không bao giờ nghèo. Chưa chắc đâu. Con cháu mình nó mất đức rồi, dù quý vị để của cải nhiều cỡ nào đi chăng nữa, thì nó một ngày nào cũng sự nghiệp tan thành. Có một cái ông này, ông quan này nè, ông được nhà vua thương yêu, ông trọng ông lắm.
Nhưng mà thầy bói coi ổng, ngày xưa người ta coi sách số đúng lắm nha quý vị. Sách số mà coi đúng con người là do con người này không có tu, nên ta coi được cái số mệnh mình. Thì sách số coi ông á, ông quan này sau này ổng nghèo, ổng sẽ nằm ngoài đường, ổng chết đói. Nhà vua nghe được cái tin vậy đó quý vị, thì nhà vua ban cho ổng một vùng đất, cho ổng được làm ra tiền, ra vàng. Nhà vua nói: ta thương Khanh như vậy, không thể nào để cho Khanh chết đói được. Thì ông quan này ổng nghĩ rằng là bây giờ ổng được sủng ái mà được nhà vua thương yêu vậy, làm sao ổng mà chết đói được. Nhưng ông có tiền, ông chỉ biết ôm bo bo đồng tiền, ông không biết thương ai, không biết tu nhân tích đức gì. Thì qua đời ông vua kia chết đi thì con ông vua lên ngôi. Thì quan triều thần mới tâu lên vua con là ông quan đó như vậy như vậy. Thì vua con này cắt chức ông, tịch thu tài sản của ông. Ông nghèo nàn và ông đi xin ăn không ai cho. Ông nằm ngoài đường, ông chết đói. Còn câu chuyện của tiên sinh Liễu Phàm, tiên sinh Liễu Phàm được Khổng tiên sinh coi là 53 tuổi chết. Làm quan thì cố gắng học hành nhưng làm quan không cao. Bỗng lộc triều đình cho phong phát thì sao, Khổng tiên sinh coi rõ nằm trên lòng bàn tay luôn. Ngài Liễu Phàm chịu mười mấy năm chờ bị số mệnh câu thúc. Và thêm cái nữa, Khổng tiên sinh coi Liễu Phàm là không có con, không có một đứa con nào luôn. 53 tuổi chết, không có một đứa con nào hết. Liễu Phàm chịu mười mấy năm chờ số mệnh câu thúc, và ông thấy rõ ràng như trong lòng bàn tay. Khổng tiên sinh coi rõ ràng hết, đúng luôn. Thì lúc đó ngài Liễu Phàm ngài buông xuôi số mệnh luôn, không có một chút gì cầu tiến hết. Mỗi ngày ông rượu chè be bét, ông ngồi đâu ông ngồi im đó, ông không suy nghĩ gì hết. Ông nói rằng số mệnh của ông như vậy rồi, ông cần gì phải suy nghĩ thêm chi nữa. Thì rất là may mắn, một ngày kia Liễu Phàm ông gặp được một người xuất gia tên là Văn Cốc Thiền Sư. Khi hai người ngồi để mà ngồi thiền á, thì ngài Liễu Phàm thì không biết ngồi thiền gì đâu, chỉ là tin số mệnh cuộc đời mình nên ngồi không cần suy nghĩ. Mà ngài Văn Cốc Thiền Sư này á, ai mà gặp ngài thì phải ngồi được 2 tiếng với ngài mà không duỗi chân thì ông mới tiếp. Liễu Phàm ngồi 3 ngày 3 đêm thì ngài Văn Cốc Thiền Sư tán thán: từ xưa giờ cuộc đời của ngài Văn Cốc Thiền Sư tu là một cao tăng đắc đạo, chưa từng gặp một người giỏi ngồi thiền mà như ngài Liễu Phàm. Tán thán Liễu Phàm. Thì lúc đó ngài Liễu Phàm ngài nói: tôi không biết một cái gì hết chứ, chỉ có là số mệnh của tôi là bị câu thúc hết rồi, nên tôi ngồi với ngài tôi không cần suy nghĩ, tới đâu thì tới, kệ nó đi, chứ ngoài ra tôi không phải biết ngồi thiền gì hết. Thì ngài Văn Cốc ngài cười lớn lên, ngài nói: ta tưởng đâu ông là thánh nhân, không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu. Thì ngài Liễu Phàm ngài hỏi: vì sao ngài nói như vậy? Thì ngài Văn Cốc Thiền Sư ngài nói: số mệnh là do chính mình thay đổi hay là không thay đổi. Thí dụ như mình tạo ác thì ác báo sẽ đến với mình, mình tạo thiện thì thiện báo sẽ đến với mình. Ông bây giờ ác báo đến với ông là do cái nghiệp quả của ông đã tạo, bây giờ ác báo đến với ông. Nếu như ông có thể bắt tay vào thiện để ông làm, bắt đầu từ bây giờ, thì nó sẽ chuyển ác báo trở thành thiện báo. Khi ngài Văn Cốc Thiền Sư ngài dạy, lúc đó chí tình chí lý, tiên sinh Liễu Phàm nghe lời chân thật bắt tay vào làm thiện. Ông bắt đầu làm gì? Ăn chay,
Trước nhất là ông không sát sanh, ăn chay, và sửa đổi tính tình nóng tính của ông lại, không uống rượu luôn. Ông là người uống rượu be bét nè, rồi buông trôi số mệnh nè, tâm tham dục nặng nề nè. Thì trước nhất là ngày liễu phàm ăn chay trường và không uống rượu, hai điểm này ông làm trước. Bắt đầu là nhà ông có của cải, bắt đầu là người ta nghèo khổ là ông bố thí cúng dường, ông làm hết lòng luôn, chân thật làm luôn quý vị. Thì vị biết rằng đó, ông làm chưa được bao lâu thì số mệnh gia đạo của ông có sự chuyển biến liền. Có nghĩa là ngài Khổng Tiên Sinh coi không còn đúng nữa, khi bắt tay vào làm thiện thì không coi đúng luôn, có nghĩa là nó khác liền, tức khắc khác liền. Sau này ngài Liễu Phàm vợ tới hơn 40 tuổi mới mang thai, có nghĩa là khi ông tu thiện tu nhân tích đức lại thì vợ ông hơn 40 tuổi có con và sanh được một đứa con trai. Sau này Liễu Phàm làm quan là quan lớn, một đứa con trai của ông sau này có vợ, sanh thêm hình như 9 đứa cháu. Vì nghĩ đi, gia đạo con cháu đầy đàn, hiếu đạo tốt đẹp, thì Liễu Phàm thấy rằng là cuộc đời của ông tu nhân tích đức thay đổi số mệnh, và ông viết lên cái quyển sách lưu lại cho đời, đó là Liễu Phàm Tứ Quân. Cuộc đời con người có thay đổi được hay không quý vị? Được, thay đổi được. Người đang ngồi trước mặt quý vị nè, thay đổi được nè. Đây, những đức thay đổi được nè. Những đức sanh trong một gia đình nghèo, những đức học lớp 3 nghỉ, một con người tính tình hư hỏng, làm nhiều điều sai quấy. Những đức nói năm 29 tuổi những đức nghĩ rằng cuộc đời mình tiêu rồi, không còn lối thoát nữa, bây giờ chỉ có ăn nhậu bê tha thôi, sống cho qua ngày đoạn tháng, người không còn ngày mai nữa quý vị. Thật sự đó, có những đêm mà 12 giờ khuya giật mình, nhậu xỉn 12 giờ khuya nó nhức đầu quá ngủ không được, giật mình suy nghĩ rằng cuộc đời mình tiêu rồi, không còn ngày mai nữa, không biết đi về đâu, mà cũng không có biết phương hướng gì để mà hướng đến, giống như kẻ chết đuối mà không gặp được chiếc phao ấy, mà đang trôi bồng bềnh giữa biển cả mênh mông. Năm 29 tuổi những đức gặp Phật pháp, gặp ngay pháp môn Tịnh Độ này nè, niệm Phật này, đến ngay một ngôi chùa nuôi người già. Những đức đã nhìn nhận được cái việc gì, thì ra là một đời con người khổ như vậy sao. Nhìn nhận sâu sắc, bắt tay vào việc gì, chung tay với vị chú trì nuôi người già, và đi tu tới bây giờ. Những đức đi tu gần 12 năm là bắt tay vào nuôi người già. Rõ ràng số mệnh những đức thay đổi. Một con người chưa từng được học tập qua trường lớp gì hết, nhưng những đức chia sẻ Phật pháp thì nhiều người nghe. Lạ thay như vậy. Và những đức cũng không phải có duyên với công chúng gì, mà từ khi những đức niệm Phật, những đức biết kết duyên. Kết duyên bằng cách nào? Gương mặt tươi vui, miệng thường nở nụ cười. Nhớ, không có tiền nhưng gương mặt tươi vui, miệng thường nở nụ cười. Gặp người chào bằng cách nào? A Di Đà Phật. Vậy thôi. Mười mấy năm nay niệm Phật, rõ ràng số mệnh thay đổi. Người không thông minh tự nhiên phát lên tương đối, nói chuyện dù là không sách vở nhưng không dấp câu, văn tự lưu lót trôi chảy, lời nói câu thì lưu đít từng câu từng chữ tự nhiên xuất hiện. Phải rõ ràng không? Có sự thay đổi không? Đối với cái sự nghiệp cuộc đời hiện tại, quý vị biết rằng làm nhiều việc mà cuộc đời những đức chưa từng dám suy nghĩ đến. Cuộc đời chưa từng dám suy nghĩ rằng cuộc đời mình có thể cầm được 100 triệu. Đây là nói thật lòng. Đi làm 11 năm chưa từng dám suy nghĩ với cái đồng lương và sự xài phí của mình. Không bao giờ có cơ hội. Đừng nói là cầm 100 triệu. Chỉ mong đừng thiếu nợ. Chỉ mong đừng thiếu nợ. Gia đình,
cha mẹ cả cuộc đời, thiếu một món nợ nhỏ xíu, một món nợ còn ít hơn là một ngày của chùa mình sử dụng nữa. Chùa mình có khi sử dụng một ngày hơn 600 người này, một ngày có khi quân bình, một ngày đó nhất định quý vị phải có hơn 30 triệu cầm trong túi. Và có những bữa chúng ta sử dụng gần 50 triệu một ngày. Nhiều loại tiền để sử dụng. Như vậy mà quanh năm những đức không thiếu tiền. Xin thưa quý vị, những đức còn dư tiền. Xài tiền xài không hết, toàn là xài cho người khác. Còn ngày xưa cầm tiền là nghĩ cái gì? Xài cho mình. Những đức ngày xưa mà lãnh lương có tiền một chút là cái gì? Tối đêm nay phải đi chơi. Thì thấy chưa? Làm sao có? Ly nước này hoàn toàn tôi uống không mà tôi không có chăm thêm. Mà tôi không muốn chia cho ai uống nữa. Vậy thì tôi uống hết nước rồi thì còn nước đâu uống. Còn bây giờ thì làm sao? Có tiền đều là mong làm điều thiện cho người ta. Trong mười mấy năm nay đã học được phương pháp gì? Tu thiện. Còn tạo ác hay không? Còn. Tạo ác ít, tu thiện nhiều. Rõ ràng chuyển nghiệp. Cuộc đời những đức chuyển nghiệp. Có nhiều anh em bạn bè quen những đức. Có một anh em đến gặp những đức nói một câu gì nè: ủa bạn, ai nhập bạn gì? Tôi chơi với bạn thời gian lâu vậy mà tôi biết thằng bạn tôi mà. Tôi thấy bạn là một con người mớ nghe. Những đức nói rằng: con người mớ này ở đâu ra? Phật Pháp đã tạo ra. Phật Pháp đã tạo con người mớ này. Từ cái tâm con người học Phật chuyển tướng, chuyển luôn tư tưởng luôn, chuyển góc độ luôn quý vị, chuyển hết, chuyển số mệnh luôn. Mười mấy năm những đức trong Phật Pháp, chưa được mười mấy năm, trong vòng 5 năm đã có sự chuyển biến. 5 năm đã chuyển biến rồi đấy quý vị. Đây chính những đức nè, xác thực 100% luôn. Những đức nói cho quý vị nghe, dù quý vị học Phật, quý vị không nói cái chuyện giải thoát luôn, chỉ cần có người này học Phật tin nhân quả thôi, quý vị niệm Phật phát tâm thiện thôi, chỉ cần con người này làm thiện thôi, học được Phật Pháp chỉ cần làm thiện, biết niệm Phật, biết đem Phật Pháp giới thiệu cho người, quý vị không có nói giảng sanh gì hết, cuộc đời quý vị làm ăn cái gì nó cũng thường phát triển đặc biệt lắm. Đến một ngày nào quý vị sẽ thấy. Trời ơi, nhà mình vài ba người thôi mà lo chết được. Nghe nói mà hơn 600 người nghe giật thịt luôn quý vị. Thôi quý vị coi hai bên đầu tràng nó lớn như vậy. Nội mà ở bên kia mà nói tiền điện một tháng mà gần 60 triệu. Quý vị nói quý vị làm mà lương mà, cái lương nào mà tháng 60 triệu mà 60 triệu này bỏ qua bên đi, khỏi cần tính luôn. Bên đây tiền điện tháng 20 triệu. Mỗi tháng 3 điểm thôi là những đứa bỏ ra 100 triệu, khỏi cần tính luôn. 100 triệu này không cần tính luôn. Tháng nào cũng là 100 triệu này bỏ qua bên đi. Còn 600 người này, 600 người này là giống như 100 triệu kia là điện nè, rồi một cái chùa nuôi em bé nè, và điện bên đây đó nè, là 3 điểm này là những đứa bỏ ra 100 triệu, không cần phải tính vào hơn 600 người trong chùa mình. Trong khi những đức ở ngoài đời mà nói làm lương á, mà được lương một tháng 10 triệu chứ cũng mừng húm luôn quý vị. Với cái trình độ những đức làm gì lương tháng 10 triệu. Thấy không? Vậy mà ở trong chùa những đức chỉ có niệm Phật à. Hướng người ta niệm Phật, mình niệm Phật khuyên người ta niệm Phật, mình làm thiện khuyên người ta làm thiện nhiều thôi. Vậy mà có sự chuyển biến lạ thường không? Quý vị đi về đây á, những đức đem những tư tưởng này chia sẻ là xác thực nè. Xác thực từ con người này luôn, khỏi cần nói dòng do gì hết trơn á. Xác thực đó. Phải chi mà những đức mà đi học á, thạc sĩ tiến sĩ gì, quý vị còn nói tại ông học nhiều quá thì ông được gì đúng không? Phải chi mà những đức mà được mà gọi là đi tu từ nhỏ nó cũng đặc biệt quá đúng không? Thì quý vị nói ông tu từ nhỏ thiện căn ông lớn đúng không? Con người này thể hiện đến cái cõi đời này làm cái chuyện lạ nhất là gì? Một con người giống như người chợ búa, người hư hỏng đó. Mà những đức từng nói câu nói gì? Khi những đức nhậu xỉn mà những đức mà té mà được tạt á, là chó mà nó chạy đến đó, nó gặp những đức là nó chạy đi chỗ khác. Nó gớm những đức, con chó còn gớm những đức đó. Vậy mà con người hôm nay chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe.
Lạ không? Không tưởng tượng được, ngoài sức tưởng tượng của người khác nhìn nhận luôn. Phải chi mà một con người đặc biệt gì mình không nói làm chi? Rõ ràng Đức Phật hay nói một câu: quay đầu là bờ. Bạn có chịu quay đầu không nè? Bạn có chịu quay đầu không? Bây giờ có những người già 70 tuổi rồi, cả đời có người mình bây giờ sắp chết rồi nè, nghe Phật Pháp nè, quý vị nghe nổi không mới là quan trọng nè. Tuy nghe vậy đó mà nghe nổi không nè. Lạ thay, Nhận Đức là một con người hư hỏng. Nhưng khi Nhận Đức vừa gặp Phật Pháp, cái Nhận Đức nói: ô, đây là chiếc phao, con đường này mà mình không biết, bây giờ biết rồi. Nên Nhận Đức lao tới con đường này là hơn 10 năm nay tới cùng luôn. Rõ ràng có kết quả. Nhiều người thì học Phật học giữa chừng người ta bỏ cuộc. Nhận Đức nói rằng: cuộc đời tôi mà bỏ Phật Pháp thì tôi không còn một cơ hội gì nữa hết. Không còn cơ hội gì nữa hết. Xin thưa với quý vị nghe, tất cả chúng ta không gặp Phật Pháp thì tất cả chúng ta không có một cơ hội gì mà ở cái cuộc đời này mà có ý nghĩa gì hết. Không có ý nghĩa gì hết. Nói mạnh dạn một câu là chúng ta không gặp Phật Pháp thì cuộc đời này của chúng ta sống không có ý nghĩa. Vì tin không tin thôi. Vì sao? Cả đời quý vị tạo một sự nghiệp của gia đình, có khi cuối cùng giàu có chia cho con vẫn không vừa lòng. Nó quay lại nó nói cha với mẹ nó một câu là sao? Ông bà thương đứa này nhiều, thương đứa kia ít. Trong khi tiền mình làm còng lưng làm muốn chết luôn, không dám ăn mà bây giờ mình chia cho tụi nó đó. Mà tụi nó nói câu gì? Ông bà thương đứa này nhiều, thương đứa kia ít. Ông bà không công bằng. Ông bà nên tính toán cho kỹ công bằng đi. Nó còn quay lại nó hờn trách mình. Nó làm cho mình đau đầu nhức óc với tụi nó, đúng không? Ý nghĩa gì? Cả đời chúng ta cực khổ kiếm tiền, bây giờ quý vị coi ý nghĩa gì? Bây giờ Nhận Đức không có vợ, không có con. Có nhiều người ta nói một câu nói á: gia đình á mà không có con là gia đình vô phước. Nhận Đức thấy thời thế bây giờ, gia đình mà có con nhiều, gia đình còn vô phước ác đạn hơn. Bây giờ mà con đến thế gian này, Nhận Đức thấy con ma quỷ gì đâu không à. Quý vị công nhận không? Nhưng mà không phải nói vậy mà nó hoàn toàn vậy đâu. Vẫn tính vào cái gì vì biết không? Phước đức. Nó có phước đức thì nó có con nhiều, nó cũng con thiện. Còn nó không có phước đức rồi, nó có một đứa con cũng là con ma quỷ đến để đòi nợ quý vị nữa. Cái chuyện là nó tính vào cái chuyện là có phước đức hay không. Có phước đức thì cái thứ ác nó đến nó chuyển thành thiện. Còn không có phước đức đến thì cái thứ thiện nó đến nó chuyển thành ác. Cái này là xác thực 100% luôn. Nên quan trọng vẫn là gì? Nguồn gốc là gì? Phước đức. Tạo phước đức vẫn là quan trọng nhất. Nên cả đời của Nhận Đức bây giờ là nắm chiếc phao gì quý vị biết không? Nuôi người già, dạy trẻ em. Nắm được phương pháp rồi, Nhận Đức đã coi rất nhiều lịch sử của người xưa, tích lọc ra được hai tư tưởng quan trọng của cuộc đời người. Nếu ai làm được, một là dạy trẻ em, hai là nuôi người già. Hai việc này là hai việc lớn nhất của cuộc đời con người. Vì sao nó là quan trọng nhất? Trẻ em được dạy thì cả đời sẽ sống có ý nghĩa. Tới già, già phải được quan tâm, đúng không? Nếu già mà không được quan tâm như vậy thì đoạn gốc. Có nhiều người nói rằng già không làm được gì, vô dụng. Họ dạy vô cùng. Vì cả đời của người già này, họ đã sanh con, dạy con, ít gì cuộc đời của họ cũng có cái sự cống hiến. Bây giờ tới tuổi già mà nếu như chúng ta bỏ rơi người già như vậy thì cuộc đời chúng ta già sẽ bị bỏ rơi thì sao? Khổ đau nhất.
là tuổi già mà bị bỏ rơi, bị bất cần, thiếu tình cảm. Đây là sự khổ đau cùng cực. Vì sao? Thân già bệnh đau mà còn bị bỏ rơi, không ai quan tâm. Cái đức nào bằng cái đức vớt người cung cực này đem lên chiếc thuyền giải thoát. Nên cái việc này nhất định phải làm, nhất định phải làm, nhất định phải làm. Có duyên chân thật mà làm việc này. Nên tất cả các anh em nam muốn đi tu, các bạn nữ muốn đi tu, đúng không? Đến đây cùng chung tay nhận đức. Chúng ta đang cần nhau đấy, để làm việc lớn lao của cuộc đời nè. Nuôi người già, dạy trẻ em. Chúng ta có cái lớp đệ tử quy mỗi tuần thứ bảy, 500-600 em nhỏ đã gầy dựng suốt mấy năm nay đều ra. Chúng ta có tư tưởng nuôi người già. Bây giờ có 3 điểm nuôi người già mà Hòa Thượng nói rằng 1.000 người trong vị trí chỗ mới này. Chúng ta có cắt 2 dãy nhà, Hòa Thượng cắt 2 dãy nhà rất lớn cho chư tăng chư ni khắp nơi nơi ở cốc, ở này ở kia, đi lang thạc không có bờ bến, về đây được lo lắng và chỉ niệm Phật là được rồi. Đó, tháng 10 khai trương đó. 2 vị trí nhà, một bên ni một bên tăng, 4 dãy nhà cho cư sĩ nam cư sĩ nữ, và thượng xây hết rồi đó. Nên quý vị đi về chùa này, quý vị muốn tạo công đức, chúng ta múc một miếng nước của mình bỏ vào nước biển, Hòa Thượng nhận đức thấy cái việc làm ngày lớn đó quý vị. Cúng dường Tam Bảo cho Hòa Thượng xây dựng, mấy cái thùng Tam Bảo này đưa cho Hòa Thượng xây dựng hết á, không phải nhận đức lấy đâu quý vị, đừng có sợ, đều đem đưa Hòa Thượng xây dựng hết. Từ nơi đó Ngài xây dựng ra một cơ ngơ cho mình để có tương lai làm những việc thiện. Nhân đức cũng sẽ cố gắng hết lòng sắp thành một cái mô hình nuôi người già. Nên Nhân đức có thường khuyên các anh em rằng nuôi người già đi. Vì sao? Tương lai mình già. Nên tất cả người con nhớ nè, hãy nuôi cha mẹ đi. Vì quý vị nuôi cha mẹ quý vị, con quý vị sẽ nuôi quý vị. Giọt nước trước nhiễu như thế nào thì giọt nước sau sẽ nhiễu như vậy. Mình tính toán với cha mẹ mình thì con mình sẽ tính toán với mình. Nhớ nghe, vị ngồi ở đây có ai tính toán với cha mẹ mình không? Rồi lo làm ăn mà không nhớ đến cha mẹ không? Có khi một năm không về thăm, chừng nào chết con về luôn lượt không? Nên về rồi khóc. Chúng ta nên suy nghĩ lại đi quý vị. Quay đầu là bờ đó. Hơi thở này còn thở ra, hít vào thì còn cơ hội quay đầu đó. Quay đầu đi, còn cơ hội đó quý vị, còn cơ hội đó. Đừng để đến khi thọ mạng đến, một hơi thở thở ra không hít vào, chúng ta hối hận đã muộn màng rồi. Nên quay đầu chân thật mà quay đầu đi. Quý vị về chùa mà nghe như vậy rồi nó lắng động tâm tư quý vị dữ lắm luôn á. Những người trẻ mà nghe như vậy rồi chúng ta có tư tưởng quý vị à. Chính những đức nè, đi tu có tư tưởng đó nè. Trời ơi, những đức thường nói với các anh em, những đức nói ở ngoài đời những đức làm tổng giám đốc của một công ty lớn đi chăng nữa, những đức cũng không làm được những chuyện bây giờ nữa. Quý vị coi có nhiều ông giám đốc ông lo cho gia đình ông thôi á, hoặc là ông đi tiếp khách nhậu nhẹt đồ thôi á, có khi tạo nghiệp thêm nữa chứ làm gì bằng giám đốc những đức. Giám đốc cù lằn. Vì rồi, thấy không? Có ông giám đốc nào dám nuôi 600 người già không? Chứ đừng nói chừng 1.000 người, đúng không? 50 người cũng chưa dám nuôi, đừng nói 600, đúng không? Người ta chỉ muốn gom vô không à, muốn gom vô không à. Nhưng Đức nói cho quý vị biết nghe, cái cõi đời này quý vị sống tại chúng ta không biết phương pháp đó. Cái đặc sắc nhất của cuộc đời con người sống ở cõi đời này, nghèo không thiếu nợ. Nghèo mà không thiếu nợ, đây là hạnh phúc. Còn hơn giàu mà nợ chồng chất trên đầu.
Quý vị coi bây giờ nhiều doanh nghiệp lớn nhìn thì cái mã bên ngoài, cái mã này để làm gì? Cái mã này để đi mượn nợ. Cái mã này đi mượn nợ. Rồi đến một ngày nào cái bùm sạc nghiệp. Những đức nói quý vị nghe, cái cuộc đời này vì hạnh phúc nhất là gì? Biết đủ thì thường vui. Thử đi, hai vợ chồng một đứa con thử đi. Nghèo không nợ ai hết, không có mộng mị giàu sang. Chỉ cần mỗi ngày biết niệm Phật, sống đủ. Dù làm thuê làm mướn nhưng làm vừa vừa thôi, đủ ăn thôi, không tính nhiều cái ngày mai. Quý vị thiếu thốn vô đây những đức nuôi nha. Nó thật luôn á. Có con gỡ bên tóc tiên, con gái gỡ chùa kia. Hai vợ chồng, vợ ở bên đây, chồng bên kia. Chia vợ chồng bị ra tu luôn. Nên quý vị coi á, gia đình này biết tu hết trơn luôn, không cần bận tâm. Nó còn thí dụ như hai vợ chồng một hai đứa con á, lâu lâu đến đây cộng tu ở 2 tháng, ở đây không tốn một cắc. 2 tháng này khỏi cần làm gì chứ. 2 tháng đến đây tu tạo phước nè, đến đây tu 2 tháng không tốn một cắc bạc nào luôn. Còn nếu hai vợ chồng mà không có con luôn, khỏe quá trời ơi, sướng gì đâu. Thường đi đến đây ở đây tu, vừa làm công quả nhẹ nhẹ thôi. Chùa mình không có làm quả nhiều, nhẹ lắm. Nhưng mà không có được với hai chồng ngủ chung đâu, đừng có ham. Nó nên á. Thôi ngủ chung nhiều quá rồi, thôi bây giờ đừng có ngủ chung nữa. Thấy không? Nên từ nơi đó vậy, thấy không? Đặc biệt chưa? Nghĩa là không có kêu người ta đem tiền đưa cho mình mà lạ thay cũng không thiếu tiền. Đó là những điều mà những đức nói mà cho quý vị mà học Phật pháp để áp dụng trong cái cuộc sống của quý vị đặc biệt nhất luôn đó. Chúng ta 10 giờ đó quý vị. Hôm nay học tập đến đây thôi nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.